Chào đón tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube về các cuộc thi sắc đẹp của mình. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2023 vừa rồi, tổ chức Hoa hậu chuyển giới quốc tế đã ấn định đêm chung kết của cuộc thi Miss International Queen năm 2023, tức là cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế sẽ được diễn ra vào tối ngày 24 tháng 6 năm 2023 tại nhà hát Tiffany Show, thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi của Thái Lan. Đến với lần tổ chức thứ 17 của cuộc thi nhan sắc quy mô nhất dành cho người chuyển giới nữ, đã có 20 quốc gia xác nhận sẽ gửi đại diện đến tham dự cuộc thi năm nay. Trong khoảng 1 tháng rưỡi tới, trước khi nhập cuộc, có thể sẽ có thêm đất nước tìm ra đại diện đến tranh tài cho chiếc vương miện của Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Trong 16 lần tổ chức trước đó, số lượng thí sinh tham dự đều nằm ở mức dưới 30 thí sinh và năm cao nhất là 29 người đẹp chuyển giới vào năm 2016. Năm 2022 vừa rồi, cuộc thi có sự tham dự của 23 thí sinh sau một năm buộc phải hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2018 của Hoa hậu Nguyễn Hương Giang đăng quang cũng có lượng thí sinh đông xếp thứ 2 trong 16 lần là có đến 28 người đẹp chuyển giới. Đương kim hậu chuyển giới năm 2022 là người đẹp Fusa Anjavena đến từ Philippines. Cô nàng cũng vừa đến Việt Nam để tham dự đêm chung kết của chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ Miss International Queen Việt Nam năm 2023 để chứng kiến khoảnh khắc đăng quang cũng như trao sát cho đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi hậu chuyển giới quốc tế năm 2023 là Nguyễn Hà Diệu Thảo vào tối ngày 8 tháng 4 năm 2023 vừa rồi. Dàn thí sinh cuộc thi Miss International Queen năm nay được đánh giá tương đối mạnh khi các mỹ nhân chuyển giới đều có nhan sắc hoàn thiện sau phẫu thuật, mang những nét đẹp mềm mại, nữ tính và cực kỳ cuốn hút. Nhiều trong số đó có khả năng ứng xử và giao tiếp tiếng Anh lưu loát, khiến cho đường đua đến với vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm nay được dự đoán tương đối khốc liệt và có thể mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua nhan sắc của 20 mỹ nhân chuyển giới sẽ tham dự cuộc thi Miss International Queen năm 2023 và cùng nhau điểm qua xem những gương mặt nào đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng đầu tiên của chương trình sắc đẹp World Beauty dành cho cuộc thi năm nay nhé. Las Pacheco đã đăng quang Hoa hậu chuyển giới Philippines năm 2023 vào tháng 3 năm 2023. Cô kế nhiệm và được trao vương miện bởi đương kim Hoa hậu chuyển giới quốc tế Fuchia Anravena. Chính vì vậy, cô đến với Miss International Queen năm 2023 với khát vọng mang về chiến thắng back-to-back đầu tiên cho quê hương Philippines tại cuộc thi này. Las Pacheco năm nay 25 tuổi và đến từ Bulacan. Đây là lần thứ hai xuất hiện trên sân khấu Hoa hậu chuyển giới Philippines, khi trước đó cô cũng từng tham dự vào năm 2022. Sexy, bóc lửa sẽ không phải là mỹ từ để mô tả về cô nàng. Las được đánh giá có nhan sắc ngọt ngào và quyến rũ. Hành trình hoàn thiện bản thân tại cuộc thi năm 2022 đến năm 2023 đã giúp cô nàng giành được chiến thắng thuyết phục. Mỹ nhân Philippines cũng là cô gái có kỹ năng trình diễn tốt, khả năng rút mic bằng tiếng Anh ở mức xuất sắc. Người đẹp Anahí Festalin đăng quang Hoa hậu chuyển giới Ecuador năm 2022, Miss Queen Ecuador vào tháng 10 năm 2022. Cô năm nay 30 tuổi, cao 1m80, đến từ Guayas và hiện là một người giao tiếp xã hội và là một người mẫu chuyên nghiệp, bên cạnh công việc là một chuyên gia trang điểm. Solan Decker năm nay 27 tuổi đã làm nên lịch sử sau khi lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Hà Lan năm 2022 với tư cách là người đẹp chuyển giới đầu tiên bước lên sân khấu của cuộc thi sắc đẹp quốc gia này. Solan đã tham gia Hoa hậu Liên lục địa Hà Lan và cô ấy mong muốn ủng hộ cộng đồng LGBTQIA+ trên một sân khấu quốc tế. Milan Sarat năm nay 23 tuổi và cao 1m76. Tại Indonesia, Milan hoạt động với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp, người có ảnh hưởng và là một diễn viên. Được biết, cô nổi tiếng nhờ tài năng và tính cách dễ mến. Cô đăng quang Hoa hậu chuyển giới Indonesia Miss Queen Indonesia năm 2021.
cô ủng hộ nhân quyền và tự do cho cộng đồng LGBTQIA+ ở quốc gia của mình. Cô nàng vẫn hay chia sẻ và gây chú ý với câu chuyện tình yêu đẹp trên các nền tảng mạng xã hội. Đến từ nơi bắt nguồn của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, người đẹp Quan Arisera đã vượt qua 30 thí sinh khác để có chiến thắng thuyết phục với danh hiệu đặc biệt dành riêng cho Hoa hậu chuyển giới của Thái Lan là Miss Tiffany Universe năm 2022. Mỹ nhân 22 tuổi đến từ tỉnh Ubon Ratchathani đã tốt nghiệp khóa trợ lý điều dưỡng tại trường Varirat Kanboriban. Trước đây, cô từng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh show diễn. Giờ đây, cô là một trong những đối tác trong lĩnh vực kinh doanh phẫu thuật thẩm mỹ. Quan Arisera chinh phục giám khảo và khán giả với nhan sắc xinh đẹp, khả ái, thần thái quyến rũ cùng những câu trả lời ứng xử thuyết phục. Chiến thắng của cô nàng làm hài lòng phần đông khán giả khi cô có sự thể hiện nổi bật tại chung kết. Ngoài ra, chuyện tình cảm của cô cũng không kém phần thú vị. Bên cạnh giây phút đăng quang, chiếm nhiều sự chú ý là khoảnh khắc Quan Arisera khóa môi bạn gái ngay trên sân khấu. Bạn gái của Quan là cô nàng Eti Sasinath, Hoa hậu chuyển giới tỉnh Chiang Mai năm 2020. Tình yêu của Quan và Eti đã kéo dài được hơn 5 năm. Cặp đôi gặp được nhau khi có dịp làm việc chung trong một dự án. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi chứng minh cho mọi người một điều: tình yêu là điều đẹp đẽ, không phân biệt giới tính. Cô nàng Van Bitok đăng quang Hoa hậu chuyển giới Campuchia Miss Queen Cambodia năm 2022 và vừa được chỉ định trở thành đại diện của Campuchia tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2023 tại đêm chung kết Miss Queen Cambodia năm 2023 vào ngày 8 tháng 3 vừa rồi. Van Bi năm nay 22 tuổi, cô cao 1m75 và đến từ thủ đô Phnom Penh. Van Bi có nhan sắc sắc sảo và cuốn hút, được khán giả quê nhà cực kỳ ủng hộ và mong chờ sẽ mang thành tích cao về cho Campuchia tại cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới sau thành tích top 11 tại Miss International Queen năm 2022 trước đó với người đẹp Saiphon. Nguyễn Hà Diệu Thảo mang vẻ đẹp mềm mại, nữ tính. Cô nàng gây bất ngờ với khán giả khi có phần ứng xử song ngữ Anh Việt cực kỳ lưu loát trong top 3. Điều này khiến cô nàng ghi điểm lớn trong lòng người ái mộ và được mong chờ sẽ mang lại nhiều dấu ấn khi mang sắc Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Diệu Thảo có nội lực lớn, thể hiện qua những lúc cô nàng cất lên tiếng nói của mình trước công chúng với ngữ điệu mạnh mẽ, dứt khoát và nội dung sâu sắc, chiếm được cảm tình của người nghe. Khoảnh khắc đắt giá cô nàng tự chỉnh chiếc vương miện không được đội đúng vị trí đẹp nhất trong khoảnh khắc đăng quang cũng là một minh chứng cho bản lĩnh và nhanh nhạy của cô nàng. Diệu Thảo sinh năm 2000, đến từ tỉnh Hải Dương, hiện sống cùng gia đình ở tỉnh Bình Dương. Cô cao 1m83, số đo 90-68, 94cm, từng đăng quang cuộc thi Miss Beauty Queen năm 2022. Cô có lối trình diễn và catwalk mang dấu ấn riêng, khỏe khoắn và đầy tự tin, chuẩn Beauty Queen. Rian Reyes năm nay 29 tuổi và đang là trợ lý giám đốc cho MAC Cosmetics, công ty trang điểm lớn nhất thế giới. Cô là người Canada gốc Philippines và hiện tại đang là đương kim Miss Philippines Canada Queen Pride năm 2022, tạm dịch là Hoa hậu chuyển giới cộng đồng người Philippines tại Canada. Cô được trao cho chiếc vương miện vô cùng độc đáo và rực rỡ với 6 màu trên cờ lục sắc, cờ tự hào LGBT đại diện cho cộng đồng LGBTQ+. Andrian là một người ủng hộ nhiệt thành cho cộng đồng LGBTQIA+ và đã hỗ trợ cộng đồng bằng cách biểu diễn với các drag queen ở địa phương để nâng cao nhận thức và gây quỹ cho cộng đồng. Cô có chiến dịch vận động mang tên Trans Visibility với mục đích nhằm tăng cường khả năng nhận diện của cộng đồng người chuyển giới trong xã hội. Cô mong muốn sử dụng nền tảng của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế để cất lên tiếng nói mạnh mẽ hơn của người chuyển giới, nâng cao khả năng nhận diện như mục đích mà dự án Trans Visibility vẫn luôn hướng tới.
Trong 20 mỹ nhân chuyển giới mà mình vừa giới thiệu trên, bạn cảm thấy ấn tượng và dự đoán cô nàng nào sẽ có nhiều cơ hội nhất để đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen năm 2023? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng các bình luận phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nhấn like cũng như subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi nhan sắc trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.